Em xin kính chào quý cô chú và anh chị đã quay trở lại với kênh Lân Rừng Hàng Độc Sơ Giá Bắc Tây Nguyên. Hôm nay đã là ngày 23 tháng 10 của năm 2023. Rất vui thì trong chuyến tầm lan vừa rồi của em thì bà con lại báo cho một cái tin vui, đó là về được một cái loại lan rừng mà cho hoa đẹp, phải gọi là tựa đẹp, nó phải đẹp tựa như là nàng thơ luôn. Và cái giống lan rừng này thì ở Việt Nam mình cũng khá là hiếm đấy cô chú anh chị. Và cái dòng này thì nó có tên gọi là lan long tu đá. Thì lan long tu đá này thì là được bà con là đi hái tại khu vực rằng Gia Ly của tỉnh Gia Lai nhé quý vị, là nó giáp với tỉnh Kon Tum đấy. Thì cái giống lan rừng long tu đá này là một cái giống mà em phải nói là hoa rất là đẹp. Cô chú anh chị nếu mà đã biết cái mặt hoa kiểu tím yên tử á, thì cái giống lan rừng long tu đá này hoa nó tựa như thế, nhưng mà tội là cái khuôn hoa nó nhỏ hơn thôi đấy, nhưng mà hoa thằng long tu đá là cũng rất là thơm nhé cô anh chị đấy. Thì hôm nay sau khi mà em lấy từ bà con về thì em có phân ra thành được ít hình đây. Thì hôm nay là tổng cộng em được là đúng 18 hình thôi. Thì mỗi một hình lan long tu đá như thế này thì sẽ có giá là 120 cho một hình nha cô chú anh chị. Và cái loại long tu đá này thì là do là cái khí hậu khắc nghiệt và ở nơi khu vực rừng Dạ Ly, thì cô chú anh chị đã biết rồi, nơi đầy nắng và gió ở khu vực rừng Gia Ly. Thì hiện tại thì nó đã xung lá, thì là để cho chuẩn bị đón cái mùa hoa Tết này. Và cái lan long tu đá này nhá cô anh chị, là nó ra hoa vào cái dịp Tết, hoặc là nó ra trước Tết khoảng tầm nếu mà mình phun thuốc kích hoa thì là mình căn được thì vào cái dịp Tết. Nhưng mà còn không thì là nó thường thường là nó ra khoảng tầm tháng 1 âm lịch, hoặc nói chung là từ đổ từ tháng 12 cho đến tháng 3. Đấy. Thì rất may thì cái loại lan này cũng khá là lâu rồi mà em mới về để mà có và chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm được. Thì nói chung là cũng phải tầm là 5 năm rồi, 5 năm rồi thì bà con mới đi hái về được, bởi bà con bảo rằng là giờ cái long tu đá này rất chi là hiếm. Đấy, tìm rất là khó. Nhiều khi nó xuống lá rồi không thể phát hiện ra được. Mà có lá thì hái về thì nó hay bị dập lá lắm, dập và thối lá, cho nên là nó mất thẩm mỹ đấy. Và đúng là hôm nay là thực sự em rất là vui khi mà có được về ít hình để chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm và mình ngắm hoa vào cái dịp Tết Nguyên Đán này nhá. Thì để em cho mọi người cùng ngắm cái mặt hoa long tu đá này một xíu. Đây, cô chú anh chị nhìn cái mặt hoa của long tu đá đây. Đấy, long tu đá khác mà long tu ba màu khác, long tu xuân khác nhé cô anh chị. Còn đây là mặt hoa của long tu đá này. Đấy, mặt hoa long tu đá nhé. Cánh viền hồng trắng, ở trong lưỡi thì có thêm một cái tí vàng. Đấy, đúng hoa đẹp tựa như nàng thơ luôn. Đấy, hoa rất là đẹp nhé. Đấy, đây cô anh chị nhìn này, hoa rất là đẹp nhé. Khuôn hoa thì màu sắc hoa thì cũng gần na ná như như kiểu màu sắc hoa thì cũng như kiểu của thằng kiều tím yên tử ấy. Đấy, thì đây đây là mặt hoa của long tu đá nhé cô anh chị. Đấy, mặt hoa của long tu đá. Thì hôm nay thì đúng là rất vui thì em về được có ít hình thôi. Đấy, cho nên là cô chú anh chị là tranh thủ là sưu tầm. Thì để không mất nhiều thời gian nhé. Thì đây là những hình mà long tu đá thì em đã phân ra sẵn rồi. Thì mỗi một hình như thế này có giá là 120. Thì như cái dòng này thì về cô chú anh chị là nên mua gỗ dớn ghép hoặc là chậu. Chậu thì ở trong một hình thì nhiều hình thì có một cái hình thì có rễ to như thế này. Đấy, rễ to như thế này. Và nó kèm theo là có các cái rễ nhỏ rời. Đấy. Đấy. Đây nhá anh chị. Thì đây là những phần mà long tu đá mà em đã phân ra sẵn để cho cô chú anh chị là sưu tầm. Đây. Đấy, cái thân mầm hoa của nó đây, nó đã xuống lá để hoa đây. Đấy nữa. Đây này. Lá đây. Đấy. Nhìn thân mà cứ tưởng như là thằng dòng giã hạc á cô chú chị. Đấy. Đấy. Thì đây là những phần long tu đá thì em đã chia sẵn ra để cho cô chú anh chị là về sưu tầm nhé. Và cứ một hình như thế này. Cứ một hình long tu đá như thế này có giá là 120 nhé. Đấy. Cô chú anh chị là chỉ việc là nhắn cho em xin tên, địa chỉ kèm theo là số hình thôi, và em đóng gói là gửi đi cho mọi người. Đấy.
hình nào cũng đều giống nhau nhé. Mình chỉ nhìn này, thân này, nó xuống lá rồi, thân hoa rất là nhiều luôn, thân tơ hoa rất là nhiều. Đấy. 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 Đây. Đấy. Đấy. Cô chú nhìn này, nặng lắm. Như cô chú nhìn thế này nhiều lắm. Đấy. Đây, đây là cứ một phần lòng tú đá như thế này, có giá là 120. Đấy. Tha hồ về cô chú anh chị là ghép. Đấy, và ghép xong là để ta Tết này ta được ngắm hoa, một cái loại lan rừng mà hoa rất là đẹp mộng mơ luôn, đẹp tựa như nàng thơ. Thì để cô chú anh chị là ngắm lại mặt hoa long tú đá thêm một lần nữa nhé. Đấy. Đấy, đây là mặt hoa của long tú đá, hoa cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Thì cái giống lan long tú đá này thì nó hoa ra hoa là vào dịp Tết. Đấy. Rồi, thì đấy là tất cả những hình lan long tú đá mà hôm nay em muốn quay lên và chia sẻ cho cô chú và anh chị là sưu tầm. Đấy. Và em báo giá lại một lần nữa nhé, là 120 cho một hình lan long tú đá như thế này. Đấy. Đấy, 120 cho một hình lan long tú đá. Rồi, em xin chào tất cả mọi người, hẹn mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Lan Rừng Hàng Độc Sư Giá Bắc Tây Nguyên. Đấy, em xin chào mọi người ạ.